Sau đây là mời quý vị cùng qua đi thăm thăm đình luôn nè quý vị. Chị, cái này là cá gì vậy ta? À, cá lóc hả? Đây là có cô cá lóc nè quý vị. Sau đây mời quý vị cùng qua thăm đình rồi quay trở ngược lại khu vực chợ nha quý vị. Đây là phía trong đình Vĩnh Hòa Hiệp nè quý vị. Có để số 5990 Tây Lan. Rồi. Ở trên đó còn những cái gian ngói đó quý vị, rất là cổ kính. Sau đây mời quý vị cùng Lâm đi vào phía trong nhé. Đây là di tích cấp tỉnh. Đây là bên trong nè quý vị. Ở đây có bài vị của Đức Phó Cơ Lành là Nguyễn Hiền Điều nữa quý vị, 1813. Còn lại đây là đền thờ của cụ Nguyễn Trung Trực đó quý vị.
À, đây là cụ thân thân mẫu của cụ Nguyễn, bà Lê Kim Hồng nè quý vị. Dạ. Vậy là đình mình thờ là cụ Nguyễn, rồi cụ Phó Nguyễn Hiền Điều. Dạ, với các thân mẫu của cụ Nguyễn. Dạ. Người Lạc Đài của ông Lạc Ca. À, Lạc Ca cái đất này. Dạ. Ngô Quyền Quá. Ngô Quyền Quá là người Lạc ở đây. Đất đai ở đây quý vị. Dạ. Ủa, bác là người coi sóc ở đây luôn. Dạ. Còn cái bàn bên bển thì Lâm Quân Kỳ. À, Lâm Quân Kỳ là Lâm Kỳ nằm bên là phó tướng của quân Mỹ. À, dạ. Nằm ở bên đây. Đây thì bằng Lâm Quân Kỳ thôi. Ông Lâm Quân Kỳ thì bằng bên đây. Đây là cụ phó tướng của cụ Nguyễn. Dạ. Lâm Quân Kỳ đó nha quý vị. Ủa bác, vậy là hàng năm là thường vào ngày nào là có tổ chức những cái lễ ngày đó bác? Tức là ngày 12 tháng 3 thì cũng cùng của Ngô Quyền Quá. Rồi đến ngày tháng ba là âm lịch, còn đến ngày 12 tháng 5 á tới phó tướng của Nguyễn Lâm Quân Kỳ. Dạ. 12 tháng 5. Dạ. 12 tháng 5. Dạ. Rồi đến 28 tháng 5 cùng của Nguyễn. Dạ, mình là những ngày đó là mình tổ chức cái là cũng ở trần luôn, cũng nhiều lý cũng 3 ngày. Dạ. Dạ, con cảm ơn bác ạ. Dạ, con xin quay. Tới 16 thì tiếp cũng của bác đang nấu rồi. À, 16 tháng 1. 16 tháng 1. À, 16 tháng 1. Âm lịch á. Dạ. Con xin quay cảm ơn bác. Dạ, bạn này là bạn của Trần Quang này hả? Dạ. Chín mươi sáu vậy là là ba chục vậy là ba chục vậy dạ cái đó là à, chung với cụ Nguyễn luôn à chung với cụ Nguyễn luôn ba chục là mình có cúng riêng không bác? À, ông là cũng chung ở trên vị là bà lớn rồi. À dạ, cúng mỗi lần cũng đợt nào cũng phải cúng ngay bằng trong bao ngày hạn đó. Dạ, vậy là 28 tháng 8 là của cụ Nguyễn. Mười hai tháng ba là Ngô Quyền Quá. Dạ. Rồi tới 12 tháng 5 ông không có tướng Lâm Quân Kỳ. Dạ. Rồi với cụ thân mẫu của rồi ngày 16 tháng chạp 28 tháng 8 nhé. Là cúng cung cụ Nguyễn tới 16 tháng chạp mới là cúng bà thân mẫu là mẹ của cụ Nguyễn. Dạ. Dạ. Con cảm ơn. Đây là không đây à? Dạ dạ. Cái này là sao ha? Cái bác của vua là ban vua chủ tịch tâm à, dạ, ban cho cụ Nguyễn của mình. Dạ dạ. Ồ, tiếng hoa hay cái dấu ấn là ở giữa, còn hàng chữ kia mình lấy không hết. À dạ. Còn ở trước đó là sao nữa ha? Tức là cái lương đình để đi thỉnh sắc. Ủa, bác cái này là lập từ khoảng trong năm năm nào là lập cái ông đi là đi những ngày tháng năm đó, cái ông dịch ra mình chỉ tháng rồi, hàng tử mời trên cái trung tâm rồi, ra mình mới không mình cũng đâu biết, đó, theo. À 2002. Không cái những tuần này chữ tháng đó, hàng cây giữa đó. Dạ. Ồ. Cú cho nắp đó. Dạ. Có hàng chữ tháng không? Cái này không biết là gì dịch lại được không đọc được kìa. Dạ. Là thành lập cái định này nè. Dạ.
Rồi con cảm ơn bác nhiều. Dạ. Con xin phép ạ. Rồi xin cảm ơn quý vị. Tâm sẽ đi ra lại cái khu dạo tiếp.